Ông Đặng Hồng Anh ngồi vào ghế nóng chương trình Shark Tank. Thành Thành Công bắt đầu đi tìm cơ hội tại startup. Nếu cha là ông Đặng Văn Thành để lại dấu ấn lớn trong lĩnh vực ngân hàng, thì bản thân ông Đặng Hồng Anh cũng từng gây ấn tượng trên thị trường với Sacombrew, bất động sản Sài Gòn Thế Tín. Là một trong những nhà đầu tư cho chương trình Shark Tank mùa thứ 2, ông Đặng Hồng Anh, phó chủ tịch Thành Thành Công, đồng thời là con trai của chủ tịch Đặng Văn Thành, chính thức ngồi vào ghế nóng của chương trình cùng với nhiều đại gia khác. Biết đến với nhiều câu chuyện khởi nghiệp, ông Đặng Hồng Anh sinh ngày 10 tháng 3 năm 1980, bắt đầu bước sang tuổi trưởng thành cũng là lúc cha Đặng Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank nổi tiếng trên thương trường với tên tuổi là đại gia ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong giai đoạn 1996-2011. Thế nhưng, khởi đầu cho sự nghiệp của mình, ông lại chọn con đường tự bươn trải trên thương trường. Điểm lại quãng thời gian này, ông đã tự mở một cửa hàng bán bánh canh với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng khi vừa tròn 18 tuổi. Thậm chí, thời gian sau đó ông còn chuyển sang buôn bán cây cảnh, sắt thép. Đến năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, vị thiếu gia này mới chính thức bắt đầu làm việc cho gia đình tại Thành Thành Công trên cương vị phó giám đốc, giữ chức từ 2002 đến 2004. Năm 2004, ông Đặng Hồng Anh chuyển sang kinh doanh bất động sản, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacombrew, mã cổ phiếu là SCR, và sau đó là chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoài ra, tại thời điểm đó, ông Đặng Hồng Anh cũng là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Sacombank. Được biết, đây cũng là khoảng thời gian mà Thành Thành Công xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng đa ngành nghề. Tính đến nay, Thành Thành Công là một tập đoàn đa ngành, từ mía đường, du lịch, giáo dục, bất động sản, kho bãi, logistics cho đến năng lượng. Trong lĩnh vực bất động sản, hạt nhân của Thành Thành Công khá đông đảo, đóng vai trò chủ lực phải kể đến là Sacombrew, Toàn Thịnh Phát. Người cầm trịch thời kỳ đầu tiên của Sacombrew. Nếu cha là ông Đặng Văn Thành để lại ấn tượng lớn trong lĩnh vực ngân hàng, thì bản thân ông Đặng Hồng Anh cũng từng gây ấn tượng mạnh trên thương trường với Sacombrew. Chính thức điều hành Sacombrew, ông Đặng Hồng Anh đã cầm cương doanh nghiệp này từ thời mà còn bé hạt tiêu với vốn ban đầu là 11 tỷ lên mốc 1.000 tỷ đồng vào thời điểm niêm yết. Hai năm sau đó, đại gia họ Đặng lao đao tại Sacombank và cũng là lúc thiếu gia này đau đầu với Sacombrew khi thị trường bất động sản lúc bấy giờ rơi vào tình trạng đóng băng. Nhớ lại, cuối năm 2012, hai cha con ông Thành lần lượt rút khỏi hội đồng quản trị Sacombank trước khi bị siết nợ bằng cổ phiếu với giá trị lên tới 1.600 tỷ đồng. Mãi cho đến cuối năm 2017, Thành Thành Công của gia đình ông Thành tăng mạnh sở hữu Sacombrew lên tới 36% và thay đổi thương hiệu địa ốc Sài Gòn Thương Tín thành TTC Land. Theo kế hoạch, năm nay TTC Land đã tung ra trên thị trường gần 3.000 căn hộ, doanh thu mang lại dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 300 tỷ đồng. Thậm chí, TTC Land còn tham vọng lấn sân sang mảng bất động sản khu công nghiệp. Hiện tại, ông Đặng Hồng Anh đã rời vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Hiện tại, cổ phiếu SCR của TTC Land đang đi vào chuỗi hồi phục sau đợt rớt thảm một năm qua, chốt phiên ngày 8 tháng 6 năm 2018, tại mức 10.150 đồng trên một cổ phiếu. Được biết thêm, ông Đặng Hồng Anh hiện cũng là chủ sở hữu của chuỗi phòng khám DSA Medic thuộc công ty cổ phần y tế Việt Anh. Nhìn chung, đến với chương trình Shark Tank Việt Nam Thương vụ bằng tỷ, tập đoàn Thành Thành Công cũng như ông Đặng Hồng Anh sẽ thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ vốn cho những người khởi nghiệp trẻ tuổi. Tuy nhiên, tham gia chương trình cũng là lúc tên tuổi ông Anh và Thành Thành Công nói chung sẽ được quan tâm sau khi phát sóng. Đây có thể là điểm lợi đồng thời cũng bất lợi cho đại gia này. Từ Bảo An theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.